Chào tất cả quý anh chị và các bạn nha. Chào quý cô bác trong và ngoài nước. Xin thưa quý vị, chắc có lẽ là bây giờ đây thì có nhiều anh chị đã thấm đòn đối với cái được gọi là khủng hoảng kinh tế, được gọi là lạm phát và cái vấn đề khó khăn trong cuộc sống, mà đặc biệt á, là thời đại bây giờ kiếm tiền nó khó thiệt đó quý vị. Thì hồi sáng nay sau khi á, mình trò chuyện cùng quý vị xong thì em có chạy qua bên Tân Bình, cái khúc kênh Nhiêu Lộc quý vị. Thì mình có một người bạn, họ mở một cái quán cà phê nhỏ nhỏ và nhà đó là nhà của họ luôn, nhà của anh bạn này luôn. Ngồi cũng uống cà phê, tâm sự, trò chuyện cùng ảnh một chút xíu. Thì mình thấy có một số cái nhà xung quanh họ đăng bảng bán đó, thì mình cũng có hỏi, mình kêu ủa sao cái khu này đắc địa quá trời, đúng không? Ở bên ngoài á là đường Trường Sa Hoàng Sa, rồi quẹo một đường thôi, xe hơi vô, hai xe né nhau thoải mái, ngã đây mà lại bán ta. Thì cái anh này anh nói trời ơi, đâu phải một căn đâu, ở bên trong kia em đi dọc dọc vô đi, nhiều căn lắm, bây giờ ở đây bán nhiều lắm. Lúc trước á là muốn mua ở đây á là cả chục tỷ đó, từ phải 8 tỷ tới 10 tỷ mới may ra là coi như là rớ vô, mà chưa chắc rớ được tại vì không có ai bán hết đó, hiếm lắm. Còn bây giờ thì người ta rao bán nhiều lắm, dán bảng tùm lum hết trơn á, rồi có nhiều công ty họ thuê mặt bằng bên trong là này kia vân vân rồi đó, dọc theo cái đường á. Thì cái đó là mấy cái đường mình đi vô trong nhà thờ Âu Lạc rồi quý vị, thì người ta họ trả mặt bằng nhiều lắm em ơi. Rồi cái mình hỏi nhà anh sao, thấy phía sau đang xây gì đó. Ông kêu xây gì đâu mà xây, nhà mình làm ăn cũng không có ổn lắm nên mới bán là ngang 4 mét, dài 8 mét. Mình nghe xong mình hết hồn luôn á chị các bạn. Đó, kinh khủng thiệt. Cái cuộc sống bây giờ nó khó thiệt đó quý vị. Đó, cực kỳ khó khăn luôn ha. Mình bây giờ mình đi đâu qua cái quận nào mình cũng thấy bán nhà hết trơn á. Hôm trước đi qua bên gọi là Bình Thạnh cũng vậy, qua Bình Thạnh ngồi uống cà phê cũng với lại mấy ông bạn ở bên đó cũng vậy, trời ơi lại ngồi nói chuyện hồi cái thấy có treo mấy cái biển bán nhà bán nhà bán nhà ngay vụ cái quán cà phê, thì mình cũng nghĩ là chắc là môi giới rồi này kia ông Vân họ treo, hoặc là ông chủ quán ông treo chơi cho vui thôi. Thì ai mua thì mua, thì mới ngồi mới bắt chuyện. Thì hóa ra là coi như là bây giờ có nhiều người á họ làm ăn thua lỗ, hoặc là công ty không có gồng được, hoặc là cửa hàng xưởng rồi vân vân rồi đủ thứ hết trơn á. Thậm chí còn có một số người á là rơi vào một cái tình trạng rất là bi đát luôn, đó là đợt vừa rồi á vay tiền ngân hàng rất là nhiều, rồi cầm cố chính cái căn nhà ở Sài Gòn á. Cầm cố chính căn nhà đó luôn, đi mua đất tỉnh, rồi mua đất nông nghiệp, rồi mua đất này đất kia gì ở tùm lum hết trơn quý vị, ở vùng ven thì cũng đi theo cơn sóng đó. Rồi cuối cùng á bây giờ hỏi còn tài sản không, còn đất ở tỉnh thì quá trời hết trơn luôn á, rồi đất nông nghiệp, đất xào, đất mẫu nhóc luôn, nhưng mà chỉ để không không à, tại vì mấy ông đó đâu có biết làm nông nghiệp cái gì đâu. Và thế là quý vị biết sao mà trời ơi, bây giờ là phải bán luôn cái nhà ở Sài Gòn để mà lấy tiền để trả nợ ngân hàng đó quý vị, thấy kinh không đó. Bởi vậy á, cứ đầu tư bất động sản mà sử dụng người ta họ gọi là kỳ quan thứ 8 của nhân loại, đó là lãi suất kép, đó là sử dụng đòn bẩy tài chính rồi vân vân á quý vị. Bây giờ tới cái thời đại này nè, thời điểm á mà tiền mắc nè, thời điểm khủng hoảng nè, thời điểm lạm phát nè, mới thấy là mấy cái ông á mà chơi cái trò này á là ổng ốm đòn luôn, mà ổng thấm đòn luôn. Đúng là cái câu chuyện đó, vì á vì gì, vì là mua đất ở tỉnh, vì mua đất nông nghiệp, vì mua đất phân lô tách thửa hình thành trong tương lai, vì mua đất ở những vùng cao, khí hậu mát mẻ như châu Âu, vân vân và mây mây. Giờ đây cái nhà ở Sài Gòn bán luôn. Đó, quý chị thấy kinh không?
Bởi vậy nói rồi, cái câu mà ông bà già xưa mình nói đố có mà xài: liệu cơm gắp mắm, tham thì thâm, ham làm giàu mà không có cái thời gian á là trước sau gì cũng lên đường. Còn có một số ông khác á thì không bị dính vào trong bất động sản, thì anh chị biết dính vào cái gì không ạ? Dính vào trong đồng tiền điện tử số Bitcoin. À, quý vị cũng nhớ cái thời điểm là Bitcoin lên là gần như là 60.000, hơn 60.000 đô một coin. Xong đó, nó rớt cái đùng một phát xuống khoảng cái tầm là 15.000. Rồi xong đó bây giờ nó đang phục hồi dần dần. Anh nào chị nào cũng khoái khoái chạy nước miếng nhảy vô. Thì nói thì quý vị ai cũng vậy, cái tâm lý á, là muốn làm giàu nhanh, rồi muốn giàu nhanh, muốn có tài sản nhanh, vân vân đủ thứ á. Thì trước sau gì cũng ăn đòn thôi. Mình nói thiệt, cái này thì mình nói thiệt luôn á. Tại vì đối với bản thân mình á, là cái câu chuyện á mà đầu tư bất động sản, mua bất động sản, khai thác bất động sản hoặc là đầu tư Bitcoin á, thì mình phải tính theo cái con đường đó, là cái con đường dài hạn quý vị. Thật sự luôn, đó là một cái con đường dài hạn. Mình cứ chờ tới cái lúc nào á mà giá nó thấp thấp, hoặc là cái giá mà nó phù hợp với cái mong muốn của mình, với cái tầm tiền của mình, thì mình bỏ ra mình mua. Mình mua xong rồi mình để trong một khoảng thời gian dài, thì nếu mình thấy mà hợp lý thì mình hãy bán. Chứ còn nếu mà cứ tính tới cái chuyện ăn xổi ở thì cứ tính tới chuyện á là lướt sóng lướt cộng, rồi cứ tính tới chuyện á mua xong 1 2 tháng bán, hoặc là gần như là mua tuần trước tuần sau bán kiếm vài ba chục trăm triệu gì đó thì thôi rồi. Thì có nhiều anh chị cũng có hỏi về cái vấn đề á là cái bất động sản với cái Bitcoin nó khác cái gì. Thực sự á, quý vị cũng nhìn thấy rồi, cái giá vàng nè, giá Bitcoin nè, nếu mà tính theo dài hạn á thì nó là tăng, đúng không? Bất động sản cũng vậy, nó cũng tăng, nhưng mà chỉ tính theo dài hạn thôi nha, chứ đừng có tính là ngắn hạn. Ngắn hạn cái số ngày cứ nhìn chăm chăm như cái giá đó mệt lắm quý vị. Bây giờ anh chị thấy giá vàng từ trước tới giờ, là lúc hồi mà mình có nhận biết về vàng á là nó chỉ có 4 triệu một cây vàng thôi. Rồi bây giờ nó vèo 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 nó lên tới 60 triệu một cây vàng. Thì anh chị nhìn sơ sơ như vậy thì anh chị thấy nó cũng tăng mười mấy lần rồi đúng không? Đó, vậy thôi. À, còn á giá Bitcoin cũng vậy. Lúc trước thì nó cũng chỉ có khoảng 2.000 đô một coin thôi. Rồi cái nó vèo 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 cái xong nó lên tới 60.000. Không, nó có thời điểm nữa nó lên tới khoảng 20.000 cái nó rớt cái ẹt xuống. Còn có 3.000. Đó, 3.000 xong rồi nó lại lên tới 60.000. Cái nó rớt xuống còn 15.000. Rồi bây giờ nó đang tăng lên tàn 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 lên, mà ai biết nó có lên nữa không, hay là nó chỉ là lên trong nhất thời rồi nó lại rớt cái đùng cái nữa xuống mười mấy ngàn nữa thì sao, đúng không? Khó nói lắm. Nhưng mà nếu mà tính về dài hạn là nó tăng. Thì anh chị cũng biết á, là lúc đầu 2.000 có ai thèm mua đâu, rồi sau đó nó lên tới 10.000, 15.000, 20.000, mọi người giành giật nhau mà mua. Cái tới hồi nó rớt cái đùng xuống còn 3.000, không ai thèm mua nữa hết. Đó, nó cũng lạ đi chứ. Lúc á thì nó rẻ như cho thì không ai thèm mua. À, đúng không quý vị? Tới hồi nó mắc như là khùng như điên vậy đó thì nhảy vô mua. À, thì bất động sản á, thì khi mình nhảy vô mình mua á, thì nó cũng lên giá ghê lắm chứ không phải không lên đâu. Nhưng mà phải tính theo dài hạn, và cái số vốn mà mua cái bất động sản á nó lớn lắm quý vị. Nên bởi vậy không phải ai cũng mua được. Còn đối với á, là ví dụ Bitcoin hay là vàng á, thì ví dụ mình có tiền mình mua một chỉ vàng cũng được, mua 0,01 coin cũng được, đúng không? Rồi ví dụ như là sau đó mình tích lũy mình mua thêm một chỉ vàng nữa cũng ok. Cái đó là cách mà ông bà già xưa mình vẫn làm, giống như Bitcoin cũng vậy, thì nó cũng y xì như vậy thôi. Nó thật quý vị á, mua Bitcoin mua vàng hoặc là mua cái này mua cái kia nó cũng về mặt cơ bản nó cũng y chang nhau. Có nhiều anh chị hỏi ủa sao tự nhiên đi so vàng với Bitcoin, thì có gì đâu quý vị, về bản chất nó giống nhau mà. Vàng á, là cái số lượng vàng á, là nó bấy nhiêu thôi, có muốn nhiều hơn cũng khó. Còn cái số lượng Bitcoin cũng vậy, từ khi khai thiên lập địa nó cũng bấy nhiêu à,
À, bây giờ chính ông chủ Bitcoin ông có muốn là cho ra thêm nhiều coin hơn thì cũng không có luôn. Nên bởi vậy á nó khó lắm. Còn ví dụ như tiền mặt thì sao? Tiền mặt thì nó khác, tiền thì ngân hàng, nhà nước hoặc là chính phủ họ muốn in bao nhiêu chả được. Tại vì đơn giản tiền á là tín tệ, là cứ miễn á, là người ta tin rằng cái tờ giấy đó có giá trị là nó có giá trị. Người ta tin nó có giá trị bao nhiêu thì nó có giá trị bao nhiêu. Còn nếu á mà người ta mất niềm tin vào nó thì nó chỉ đơn thuần đúng là một tờ giấy thôi, lúc đó thì vứt cũng không ai thèm lấy. Thì anh chị nhìn thấy Zimbabwe rồi thấy một số cái nước ở châu Phi, anh chị thấy muốn mua ổ bánh mì quát một bọc tiền mới đi mua ổ bánh mì đó, thì cái đó người ta gọi là mất niềm tin vào trong cái giá trị của đồng tiền, thì đồng tiền nó mất giá thôi, vậy thôi. Còn vàng á, thì hiển nhiên giá trị nó thì không có thể nào nói là niềm tin được, tại vì nó là kim tệ. Nào quý vị. Rồi, ok, thôi hôm nay thì cũng nói sơ sơ cơ bản số vấn đề vậy thôi quý vị. Chúc anh chị mọi điều tốt lành trong cuộc sống. Cầu mong sức khỏe và sự bình an sẽ đến với quý vị và gia đình quý vị. Và cầu mong thì quý vị cũng sẽ vượt qua được cái đợt khủng hoảng đầy khó khăn này ha. Bye bye.